Hello anh em, mình Lý Học. Nếu trong tầm giá 20 triệu đồng anh em không mua laptop bởi vì anh em đã mua rồi, vậy thì 20 triệu đồng này chúng ta hoàn toàn có thể build được một bộ PC có cả màn hình để phục vụ cho những nhu cầu ví dụ như là thiết kế đồ họa qua những phần mềm ví dụ như là Adobe Vorant, Adobe Premiere hay là Adobe After Effects và kể cả là Lightroom. Vậy thì bộ PC này có gì và màn hình này có gì để chúng ta thiết kế đồ họa? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Và xin chào, chào mừng em đến và quay trở lại với Phúc Anh Smart World. Ok anh em, I'm back. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về linh kiện đi. Trước tiên sẽ là CPU. CPU mà chúng ta sử dụng ở đây là một con Intel Core i5-12400. Tại sao mình lựa chọn con i5-12400 này mà không phải là con có đuôi F? Bởi vì con này chúng ta sẽ có được IGBU tích hợp bên trong và sử dụng những cái công cụ như kiểu Adobe Premiere hay là đặc biệt là Adobe After Effects, chúng ta sẽ phải sử dụng Intel Quicksilver cực kỳ nhiều. Anh em có để ý mà khi mà chúng ta render bằng After Effects thì việc mà chúng ta có IGBU nó sẽ giúp cải thiện thời gian render lên rất là nhiều, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Và chưa kể đến nữa, đây là một con CPU có cái xung khá là cao, nó lên tới tận là 4.4 GHz, nó cũng là một cái thông số cực kỳ cần thiết để mà anh em dựng. Nhưng mà nói chung đây là con CPU để anh em có thể nhập môn một cách chuẩn chỉnh và cũng như là chất lượng nhất. Và bỏ qua CPU một bên đi ha, chúng ta sẽ đến với một cặp màn hình. Cặp màn hình ở đây mình sẽ lựa chọn là một con 1660 Super. Và hiệu năng của nó render thì mình nghĩ là ổn, chẳng có thời gian nó sẽ không được nhanh như kiểu những con 3060 hay là những con 3060 Ti thôi. Nhưng mà mức giá của nó bây giờ chỉ loanh quanh tầm khoảng 5 triệu để mà anh em tối ưu hóa cấu hình PC ở trong khung giá 20 triệu đồng thì đây là một cái mức giá mình coi là chấp nhận được. Bởi vì là nếu mà anh em tiệm cận lên tí, ví dụ con 3060 đi, bây giờ mức giá hàng mới nó đang rơi vào tầm khoảng là 8 triệu. Thế đây là một mức giá mình nghĩ là khá là cao. Mình sẽ không xét đến những hàng cũ hay là hàng trôi bảo hành nhá, bởi vì những hàng đấy thì mức giá nó vô vàn lắm. Thậm chí anh em có thể mua con 3060 Ti mà hàng qua sử dụng mức giá thì khoảng 6-7 triệu. Nhưng mà đây, chúng mình đang build một bộ PC mới cho anh em để anh em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong 4 năm đại học. Và nó 1660 Super này đáp ứng hoàn toàn tốt cho anh em. Còn về mainboard đi ha, mainboard ở đây thì đây là một con mainboard cũ của mình và mình sẽ luôn luôn recommend cho anh em ở bất kỳ một khúc giá nào. Đây là một con B660 của TUF. Nó sử dụng chuẩn RAM DDR4. Tại sao mình không lựa chọn bản DDR5? Bởi vì DDR5 thì anh em sẽ phải nâng lên 760, mà nâng lên B760 thì anh em sẽ phải bỏ thêm một mức giá khá là cao. Và cũng như RAM B5 bây giờ nó có mức giá cao tổng khoảng hơn 50% so với RAM D4. Mặc dù D4 bây giờ anh em sử dụng những phần mềm nhập môn thì nó vẫn quá là tốt đi. Vì xung bus của nó có thể lên tới là 3.200. Thì bây giờ anh em lên tầm 4.800-5.200 thì những cái công việc như kiểu là Adobe Premiere hay là After Effects thì nói chung là kiểu năng thấp mình là không nhiều đâu. Quên nói với anh em là con B này nó sẽ hỗ trợ anh em nâng cấp về sau rất là dài. Tại vì sao mình nói như vậy? Bởi vì ở đây anh có thể nhìn thấy chân nguồn của nó. Nó đã sử dụng trên nguồn 8 cộng 4 pin. Có nghĩa là anh em hoàn toàn có thể lắp những con CPU ví dụ như là Intel Core i9 với 3900K ở đây và không sợ là thiếu điện. Bởi vì một chân 8 pin này cộng với chân 4 pin nó có thể cung cấp cho anh em hơn 300W điện và có thể tiệm cận đến tầm 400W điện thì hoàn toàn có thể gánh đổ một con i9 13900K. Mặc dù mẫu main này không hỗ trợ cho anh em việc ép xung, nhưng mà xung cơ bản thì cũng đã quá tốt rồi. Kèm theo nữa là gì? Chúng ta sẽ có 4 khe RAM ở trên bộ main này. 4 khe RAM sẽ giúp cho anh em nâng cấp về sau thoải mái. Mặc dù ở đây mình đã lựa chọn cho anh em đó là 2 thanh RAM 16GB x2, có nghĩa anh em đang có là 32GB RAM rồi. Nhưng mà nếu trong tương lai xa hơn một tí anh em nâng lên ví dụ là i5-13600K và cả anh em nâng lên tầm khoảng 3070 thì việc chúng ta sử dụng 64GB RAM để anh em ví dụ anh em mới ra trường, anh em đi làm những job bên ngoài thì 64GB RAM mình nghĩ là nó sẽ dư được một tí và cũng như là thoải mái để cho anh em sử dụng. Bởi vì bây giờ mình đang sử dụng 32GB RAM ở nhà thì nói thật anh em, nếu mà chúng ta cho quá nhiều effect vào và chúng ta cho quá nhiều ứng vào thì 32GB RAM nó đã hơi thiếu một tí rồi. Phần cuối cùng thì mình sẽ nói đến con nguồn đi. Nguồn đây mình sẽ lựa chọn một con Cooling Master Elite PC 700V3. Đây là một con nguồn theo ý kiến của mình nó tốt trong khung giá của nó, loanh quanh tầm khoảng 1 triệu và anh em có mức công suất là 700W. Trừ đi công suất thực của nó rơi tầm khoảng là 600W đi thì 600W vẫn thừa đủ để anh em gắn những mẫu combo như kiểu là i5-13600K và kể cả anh em nhắc thêm một con 3070 mà nữa, nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng đủ trong quá trình em sử dụng lâu dài. Bởi vì là mình nghĩ trong tầm khoảng 3-4 năm tới thôi thì con i5-12400 này nó sẽ trở thành một con chip yếu và anh em sẽ không thể dùng nó để mà thiết kế những cái chuộc cho hay những cái effect mà tương lai nó ra mắt nữa. Vậy thì việc nâng cấp CPU ở đây và nâng cấp VGA ở đây
mẫu nguồn này hoàn toàn có thể đáp ứng đủ. Ok anh em, mình quay trở lại ở đây. Đây là con màn hình ThinkVision, là một mẫu màn hình đồ họa của Lenovo trong phân khúc giá phổ thông. Chúng ta sẽ có mã đây là E24Q20. Đây là một màn hình có kích thước 24 inch, kèm theo đó độ phân giải lên tới tận 2K và tần số quét là 75Hz. 75Hz thì không phải là tần số quét để anh em có thể chơi game được một cách mượt mà, nhưng mà với việc anh em sử dụng những phần mềm đơn giản thì nó chỉ cần 60Hz là quá đủ rồi. Và mình đã vừa đo xong thông số của con màn hình này. Chúng ta sẽ có ở đây là 100% giảm màu sRGB và cũng như là 80% Adobe RGB, 76% là VSC và 83% giảm màu P3. Đây là một giải màu hoàn toàn hợp lý và cũng như là tương đối cao để anh em có thể thiết kế đồ họa ở trong phân khúc giá là dưới 4 triệu đồng. Con màn này chỉ có mức giá khoảng 3 triệu 8 thôi. Nhưng mà độ phân giải của nó tận 2K và cũng như là màu sắc như này mình nghĩ là ổn rồi. Nhưng mà nếu mà anh em khắt khe hơn một tí, anh em đây là màn hình LCD mà, chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu sâu hơn một tí về cái thang độ xám của nó. Thì mình sẽ xem phần tone response, chúng ta sẽ có được thang độ xám là gamma 2.2 này. Nó trùng khít luôn với cái phần measure của thang đo độ xám gốc. Và cũng như là cái phần gamma 1.8 nó sẽ hơi bị lệch một tí, lệch sang bên này. Mà anh em sử dụng gamma 2.2 thôi là mình nghĩ đã quá đủ rồi. Cũng như là sang phần độ sáng và tựa tương phản đi, chúng ta sẽ có độ sáng là 268 nit. Đây là một độ sáng hoàn toàn đủ để anh em có thể sử dụng trong môi trường văn phòng. Như anh em có thể thấy ở đây, không gian xung quanh mình có 3 cái đèn studio chiếu thẳng vào mà anh em nhìn độ sáng của nó vẫn tương đối đúng không? Và độ tương phản của nó là 1020:1. Đây là một độ tương phản phải nói là tốt trong khúc giá của nó. Còn về độ hở sáng thì sao? Như anh em nhìn thấy ở đây, màn hình này nó sẽ bị hơi bị hở sáng một chút ở bên trên này. Nó cũng như là cái phần góc này nó sẽ hơi bị tối một tí. Nhưng mà nói chung thì khi mà chúng ta nhìn vào bình thường thì sẽ không thể nhận ra được một cách dễ dàng đâu em. Nhưng em nhìn thấy này, đó, màn hình nó rất là mịn luôn. Mình nói chung 24 inch mà 2K thì mịn không phải bàn rồi. Tiếp theo đó chúng ta sẽ đến với độ chuẩn màu. Độ chuẩn màu mình có đo được bằng Spectrum Elite với 48 mã màu thì chúng ta sẽ có độ chuẩn màu là 1.54 delta E. Đây là một độ chuẩn màu mình nói là tốt trong một khung giá dưới 4 triệu đồng. Những con màn hình mà tầm khoảng dưới 4 triệu đồng của những hãng khác hay cả những mã khác của Lenovo đi, chúng ta sẽ có độ delta E nó phải lớn hơn 2. Nhưng mà đây chúng ta sẽ có delta E là 1.54. Anh em mua về hoàn toàn có thể sử dụng một cách bình thường mà không phải lo là nó sai lệch màu sắc. Đương nhiên thì vẫn có một số cái mã màu nó bị sai, nhất là cái màu 1F này. Màu 1F này delta E là 4.21. Nhưng mà cái màu 1F này thì mình nghĩ là con màn nào thì nó cũng sai thôi. Rất ít có những con màn hình có màu 1F chuẩn. Ok anh em, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái câu hỏi là tại sao mình lại nói là 16GB RAM nó không phải là một con số hợp lý để anh em có thể nhập môn thiết kế đồ họa. Nhưng em nhìn thấy ở đây, mình đang chạy là một Surface Premier, nó cũng khá nhẹ nhàng thôi, rơi tầm khoảng là 9 phút. Và cũng như là mình đang chạy tầm khoảng là 5-6 tab Chrome. Đây, như em nhìn thấy đây, rất đơn giản thôi, ví dụ như là YouTube này, Pinterest, Facebook hay là Elgato hay là Shutterstock. Và cũng như là mình sẽ chạy thêm là một tab Photoshop nữa để mình có thể chỉnh sửa thumbnail. Và đây, như anh em nhìn thấy đây, khi mà mình preview một cái suộc ở trên Premiere nhá, thì cái phần dung lượng RAM này, anh em nhìn thấy ở đây, nó đã cắn gần như là gần sạch rồi. Mình vẫn đang test một cách rất là bình thường nhá, và mình chưa thêm những hiệu ứng gì phải gọi là quá là bá đạo hay là quá là nặng đâu. Mình chỉ thêm một số hiệu ứng như kiểu texture hay là một số hiệu ứng liên quan đến màu sắc thôi. Và như anh em nhìn thấy ở đây, chúng ta đang có được một bút RAM cắn lên tới tận 16GB. Có nghĩa là một thanh 8GB bây giờ, hai thanh 8GB bây giờ chạy đùa đã không còn có thể đáp ứng được cho anh em nhu cầu về thiết kế đồ họa nữa rồi. Và ít nhất mình cũng phải nâng lên tầm khoảng là trên 16GB, có thể là 24GB nếu như anh em chạy đùa trên 8GB thôi. Và anh em có thể nâng lên được là hai thanh 16GB. Vì hai thanh 16GB bây giờ giá rất là rẻ rồi. Giá đã chỉ rơi tầm khoảng là 1 triệu một thanh nếu anh em mua hàng mới. Còn hàng qua sử dụng thì tầm khoảng từ 600-700k một thanh 16GB. Vì nó là mức giá quá là rẻ. Và như mình thấy đây, mình preview full nhá. Những ứng nhẹ nhàng như này, mình để cái phần preview là full. Thì phần giật lag gần như là không có. Có nghĩa là con 1660 này nó có thể đáp ứng đủ cho anh em một con i5 này nữa. Đây, như mình đang chạy preview nhá, kéo lên trên, CPU load tầm khoảng là 20% và GPU load tầm khoảng là 34% đến 38%, đây lên tận 50% rồi, 50%, 52%, ok. Đây vẫn là một mức mình coi là chấp nhận được nếu mà anh em mới bắt đầu làm thiết kế đồ họa. Khi mà anh em muốn nâng cái trình độ của mình lên hay là mình nâng job của mình lên, mình muốn kiếm nhiều tiền hơn thì đương nhiên mình sẽ phải nâng cấp cái công cụ làm việc của mình. Thì như anh em có thể thấy ở đây, khi mà mình build một cái cấu hình nhập môn á, thì mình đã tính được cho anh em là anh em chắc chắn sẽ phải nâng cấp về sau rồi. Bởi vì
PC nó không giống như laptop, chúng ta có thể nâng cấp được trong quá trình sử dụng lâu dài, nhất là đối với con main B660M này. Đây là một trong những con main có P trên P tốt nhất thời điểm hiện tại. Anh em hoàn toàn có thể nâng những con Core i9 hay là những con GTX hay những con RTX tầm khoảng 4060T đổ lên. Tất nhiên là 4070T thì đối với con main này hay là con CPU này thì nó đang hơi quá một tí, nhưng mà nếu mà anh em nâng lên 13600K thì anh em hoàn toàn có thể đi được với combo này với thêm một con 4070T nữa, hoàn toàn bình thường, và anh em không cần phải nâng lên bên Z nếu như anh em không có những cỏi áp sụp. Ok anh em, tổng kết lại, đối với một bộ PC như thế này có cả màn rơi tầm khoảng 20 triệu đồng. Thực tế ra thì bộ này mình build mất tầm khoảng 21 triệu đồng, nhưng mà nếu anh em mua tại Phúc Anh thì anh em hoàn toàn có thể trừ trực tiếp 1 triệu vào hóa đơn, hoặc là anh em có thể lấy quà. Cái này thì mình sẽ nói sau với những chương trình khuyến mại của Phúc Anh. Nhưng mà đối với bộ PC này 20 triệu đồng cả màn, anh em hoàn toàn có thể dùng được ngon lành, nâng cấp được trong thời gian lâu dài, và cũng như là gì, chúng ta có thể chơi game được. Đây là một trong những cái nhu cầu mà khá là quan trọng cũng như là khá là cần thiết đối với những em sinh viên. Bởi vì mình biết là anh em mua về thì những phần mềm kiểu Adobe Firefly hay là Word of Vision thì nó cũng khá là quan trọng. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.